Mình hẹn bạn Trung ra đây, bọn mình sẽ mang đồ chơi ra đây để chơi cùng với nhau đấy. Bây giờ này bạn Trung đến chưa nhỉ? Đợi mãi bạn ấy chưa đến. Thôi bây giờ tớ sẽ ngồi đây chơi với hai bạn Húc Ghi này, để đợi bạn Trung bạn ấy đến nha. Nào chúng ta ngồi ở đây chơi đi nào. Hai bạn Húc Ghi ơi, cùng nhảy múa thôi. Các bạn ơi, các bạn nhìn thấy cái ô tô của tớ có đẹp không? Hôm nay tớ mang cái ô tô này ra đây là để khoe với bạn Huyền đấy. Tớ hẹn bạn Huyền ra ngoài này chơi cùng từ sáng rồi. Bây giờ tớ sẽ chạy lại chỗ bạn Huyền. Không biết là bạn Huyền bạn ấy ra chưa nhỉ? Bây giờ tớ phải đi tìm bạn Huyền đây. Các bạn ơi, bạn Huyền đang ngồi kia đợi tớ rồi. Bây giờ tớ phải chạy lại gần chỗ bạn Huyền mới được. Bạn Huyền ơi, chào bạn Huyền nhé. Bạn Huyền đợi tớ lâu chưa? Ôi bạn Trung ơi, tớ cũng vừa mới đến thôi. Hôm nay tớ mang hai bạn Húc Ghi ra đây chơi. Bạn mang cái gì ra đây đây? Đây là cái xe cảnh sát của tớ đấy. Hôm nay tớ mang ra ngoài này là để chúng mình chơi cùng với nhau đấy. Xe cảnh sát này của tớ nhá, nó còn có thể điều khiển ở đấy bạn Huyền ạ. Đấy, bạn Huyền nghe thấy chưa nhỉ này? Tớ cũng điều khiển được cho nó này. Đó. Bạn Huyền nhìn thấy xe của tớ ngầu chưa? Thế hôm nay bạn Huyền mang cái gì ra ngoài này chơi vậy? Wow, xe cảnh sát của bạn Trung ngầu thật. Hôm nay tớ mang hai bạn Húc Ghi ra đây chơi này. Trung thấy hai bạn Húc Ghi của tớ có đẹp không? Hay là bây giờ bạn Trung cho tớ mượn xe cảnh sát của bạn Trung đi. Tớ sẽ cho bạn mượn hai bạn Húc Ghi này của tớ. Ừ, được thôi. Thế thì tớ cho bạn Huyền mượn cái xe ô tô này. Đây của bạn Huyền đây. Đây của bạn Huyền đây. Ui, đẹp thế. Đây bạn Trung cầm của tớ này. Ừ. Wow, tớ chưa nhìn thấy cái xe ô tô nào mà to thế này. Còn có cả điều khiển nữa. Xịn thế. Các bạn ơi, hai bạn Húc Ghi này tay rất là dài luôn các bạn ạ. Tay của các bạn ấy còn có thể thu nhỏ, thu ngắn lại được thế này. Đấy. Thì bạn ấy lại thu bé lại rồi này. Đấy. Các bạn thấy bạn Húc Ghi này có xịn không? Bây giờ bạn Húc Ghi lại trở thành bé tí rồi. Đấy, còn khi tay mà bạn ấy dài ra là như thế này này. Bạn Trung thấy bạn Húc Ghi này hay không? Còn cái xe này hay là thế này, bạn Trung cho tớ mượn về một hôm. Tớ rủ em tớ chơi cùng. Mai tớ mang đi học tớ giả bạn, được không? Ừ, được thôi, không vấn đề gì cả bạn Huyền ạ. Thế tớ cảm ơn bạn Trung nhá. Ôi, bạn Trung ơi, nhìn kìa. Ở đằng xa kia, có cái gì nó đang tiến lại gần bọn mình kia kìa. Cái gì ấy bạn Trung ạ? Ôi, quái vật đang đến gần chúng mình kìa bạn Huyền ơi. Đúng là quái vật rồi, tớ làm thế nào bây giờ bạn Trung? Ôi, bỏ chạy thôi bạn Huyền ơi. Bà Trung ơi, con quái vật đấy nó cứ đuổi theo bọn mình. Sao nó lại đuổi theo bọn mình nhỉ? Giờ làm nào đây hả bạn Huyền? Tớ cũng không biết nữa. Chẳng lẽ lại cứ chờ để cho nó ăn thịt bọn mình sao? Bạn Huyền có cách nào không? Nó không có cách nào cả. Bạn Huyền ơi, bạn Huyền có nghe thấy tiếng âm thanh ở đâu phát ra không? Ừ đúng rồi. Có âm thanh gì phát ra ở đâu ấy bà Trung ạ? Hay là lại quái vật nhỉ? Chúng mình thử lại gần đấy xem âm thanh đấy là âm thanh gì đi bạn Huyền ơi. Tớ nghĩ nó không phải âm thanh của quái vật đâu. Ừ, được. Âm thanh thì phát ra ngoài này. Nhanh lên bạn Trung ơi, đi thôi. Wow. Âm thanh đấy hóa ra là cây này phát ra bọn Huyền ạ. Trên cái cây này có cái gì kia kìa, bạn Trung nhìn xem. Ồ, cái gì nó phát sáng ấy nhỉ? Lạ thế. Tớ chưa nhìn thấy cái này bao giờ. Đây là cái gì ấy nhỉ? Đâu để tớ thử bỏ xuống xem nào. Wow. Thì ra là một thanh kiếm bạn Trung ơi. Ừ, đúng rồi. Hóa ra cái cây đấy nó gọi chúng mình đến đây để lấy thanh kiếm này bạn Huyền ạ. Hay quá rồi. Đâu để tớ thử bỏ ra xem nào. Ui, thanh kiếm này còn biết phát ra âm thanh và phát sáng nữa này. Thì nó lợi hại quá. À, có khi nào đây là kiếm thần không hả bạn Trung? Được rồi, bây giờ bạn Huyền ở đây, tớ sẽ đem thanh kiếm này ra tiêu diệt con quái vật đấy. Ừ, nghe hợp lý đấy. Bạn mau dùng thanh kiếm này ra tiêu diệt con quái vật này đi. Không thì có khi nó vẫn đang quanh đây tìm các loài động vật và tìm bọn mình để ăn thịt đấy bạn Trung ạ. Được rồi, bạn Huyền đây đợi tớ. Tớ sẽ đi tìm con quái vật đấy và tiêu diệt nó. Bạn kia, đang ở đây của mình ăn thịt các loài động vật và dám đuổi bọn ta. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Yeah, bạn Trung chiến thắng rồi, mình phải chạy lại chỗ bạn ấy thôi. Bạn Trung ơi, cuối cùng bạn tiêu diệt được con quái vật đấy rồi. Bạn Huyền ơi, con quái vật đấy đã bị thanh kiếm này tiêu diệt rồi bạn Huyền ạ. Wow, thanh kiếm này đúng thật là lợi hại. Hay là bạn Trung cho tớ mượn một tí thôi để tớ thử xem thanh kiếm này lợi hại như thế nào, có được không? Ừ được bạn Huyền ạ. Đây, tớ đưa cho bạn Huyền mượn thử thanh kiếm này này.
Ôi, bà Trung ơi, như kiểu động đất ấy nhỉ? Ôi, sao tự nhiên động đất ở đâu vậy bà Nghiên ơi? Trả lại kiếm cho ta. Ôi, âm thanh phát ra ở đâu nhỉ? Âm thanh nghe đáng sợ quá bà Nghiên ơi. À, có khi là do cái cây kia nó phát ra rồi. Chúng mình mau chạy trở lại đấy xem đi. Ừ, đi thôi. Kiếm thần của ta, mau giả kiếm lại cho ta nhanh lên. Con cháu không biết, con cháu xin lỗi ông nha. Ê, chúng tôi giả thanh kiếm cho ông này. Không được, bây giờ ta phải trừng phạt các ngươi. Con cháu biết sai rồi, con cháu xin lỗi. Hai đứa chúng tôi đi. Hãy xem ta đây. Ui, bà Trung ơi, sao tớ thấy mặt tớ nó cứ khác khác kiểu gì ấy? Cái tai của tớ này. Ôi bạn Hiền ơi, sao tự nhiên bạn lại biến thành con khỉ thế này? Nhìn xấu xí quá. Mặt bà Trung cũng biết là khỉ rồi kìa. Ôi buồn như này quá. Ui nhưng mà không được rồi, tớ không thích mang cái bộ mặt này đi học đâu bạn Trung ơi. Bạn Hiền ơi, bây giờ chúng mình phải làm thế nào đây? Chứ như thế này thì không ổn rồi. Thế thì bây giờ chúng ta phải bảo ông đấy tha cho chúng ta. Ông ơi, cháu xin ông, bọn cháu biết sai rồi. Ông tha cho bọn cháu đi, bọn cháu không muốn biến thành khỉ đâu. Ui Ôi. Sao tôi biến thành con gì mặt tớ xanh lè này? Tôi biến thành con gì đây hả bạn Nguyễn ơi? Ông thần ơi, ông lại biến chúng tôi thành con gì đây? Mau biến chúng tôi trở lại đi. Đúng rồi, cho chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi biết sai rồi, lần sau chúng tôi không thấy nữa đâu. Được rồi, lần này ta tha cho hai người. Từ giờ các ngươi không được tự ý làm như vậy nữa, biết chưa? Ôi, chúng ta trở lại bình thường rồi. Ôi. Cảm ơn ông thần nha. Lần sau chúng cháu không dám lấy đồ của ông và người lạ nữa đâu. Chúng cháu hết lỗi rồi. Từ giờ, rồi à. Từ giờ chúng cháu sẽ không dám lấy đồ của người khác nữa. Ôi, bọn cháu đi về đây. Chào ông. Ui, bạn Trung ơi, bây giờ tôi vẫn thấy sợ đây này. May mà ông lại tha cho bọn mình đấy. Nếu không, ông lại cứ để cho bọn mình thành bộ mặt quái dị thành những cái con gì đấy thì có khi là tớ không dám về nhà đâu. Đây cũng là bài học cho chúng mình, bạn Huyền ạ. Đi, chúng mình không được tự ý lấy đồ của người khác mà không được sự cho phép của họ. Bạn Huyền nhớ chưa? Ừ, tớ nhớ rồi. Từ bây giờ thì tớ không dám lấy đồ người lạ nữa đâu. À, bọn mình còn có hai bạn Huki và chiếc xe. Vừa nãy quái vật đuổi vẫn để đằng kia. Chúng ta mau chạy lại đấy để lấy lại đi. Ừ đúng rồi, bạn Huyền nhắc mà nhớ. Bây giờ chúng mình chạy lại chỗ xe ô tô của tớ và hai bạn Huki đi. Nhanh thôi bạn Huyền ơi. Ôi, bạn Huyền ơi, nhìn kìa. Sao tự nhiên lại xuất hiện nhiều khủng long này kia nhỉ? Ôi, không ổn rồi. Bọn khủng long lại ăn thịt trong loài động vật kìa. Bây giờ bạn Trung phải nghĩ cách gì để đuổi bọn chúng đi. Ôi, một mình tớ không nên đánh đâu. Bạn Huyền có đi cùng tớ không? Được. Được. Thế thì tớ cũng đang ngứa chân ngứa tay đây. Chúng mình nên dạy cho nó một bài học đi. Được, đi rồi. Đi. Ôi bạn Hiền ơi. Thế thôi. Con khủng long kia, hình như kia là nào bây giờ? Thế nào đây hả bạn Hiền? À, tớ nhớ ra rồi. Hay là bây giờ để tớ gọi bạn Khốt đi la. Biết đâu bạn ấy có thể tiêu diệt được con khủng long này thì sao? Đúng rồi, bạn Hiền mau gọi Khốt đi la đi. Được, Khốt đi la. Mong là bạn Godzilla nhanh đến, không thì con khủng long kia nó đang đuổi đến chỗ chúng mình rồi. Đúng rồi đấy, tớ mong là bạn đánh nhẹ tiếng. Ơ, bà Trung ơi, nhìn đằng kia kìa. Ôi, Godzilla đến rồi kìa. Chúng ta ở đây này. Cứu chúng ta với. Bà Trung ở đây đi, tớ dẫn Godzilla lên tiêu diệt mấy con khủng long này cơ. Ừ, bà đi lên đi, cẩn thận đấy nhá. Ừ, cảm ơn bạn Godzilla nha. Cảm ơn bạn Godzilla. Đi, chúng ta lấy đồ chơi thôi. Ừ, đi thôi.